Ở trong nhà có một cái bát hương rất quan trọng và là bát hương thờ thần, đúng không ạ? Cái bát hương này nếu như mà ở trong nhà nếu thờ ba bát hương thì là bát hương thờ thần này là bát hương ở giữa, à, bên trái là bát hương hội đồng gia tiên, bên phải là bát hương hội đồng bạc cung mệnh tướng. Còn nếu như mà bát hương ở giữa là bát hương thờ thần, đúng không ạ? Thì tất cả các thần là thờ tại đây hết, tất cả các thần ở đây đấy, à, thần linh thổ địa thành hoàng bảo thổ tất cả là vào trong một cái bát hương hết. Trong trường hợp mà thờ một bát hương thì là bát hương thờ thần, ngoài ra là hội đồng gia tiên tất tật vào một bát hương và dùng bài vị để chúng ta thờ vọng, đúng không ạ? Thì trong cái bát hương thờ thần, trong cái phần hướng dẫn viết dị hiệu trong cái bộ cốt thất bảo của phong thủy Thái Nguyên ấy, thì tôi có hướng dẫn anh chị rất là kỹ phần này rồi. Trên đấy nó có ba cột, nó có rõ là phung vị, đúng không ạ? Thành hoàng bản thổ, thành hoàng bản thổ chư vị tôn thần, đúng không ạ? Cột bên trái là đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân, đúng không ạ? Đúng không ạ? Bên này là tiền hậu địa chủ, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thành ra là ở bên này thì đã là đông chủ tứ mệnh táo phủ thần quân, nên trong cái bát hương thờ thần trong gia đình của nhà anh chị thì đã có cái việc thờ cúng táo quân và chư vị tôn thần tại gia rồi. Cho nên không cần phải thờ cúng một cái ban thờ ở trong một cái khoang bếp, trong một cái ô ở dưới bếp hay là trong một cái chỗ nào ở dưới bếp là hoàn toàn là không nên. Đúng không ạ? Anh chị sẽ hỏi tôi là trong trường bây giờ nhà em chót thờ rồi làm thế nào? Nếu như mà anh chị đã chót thờ rồi thì anh chị giải xá các ban thờ đấy đi. Điện đến 1900292 hỏi các bạn nhân viên tư vấn ấy. Cô bác anh chị muốn giải xá cái ban thờ ở dưới bếp, cái ban thờ táo quân ấy thì làm thế nào? Hỏi các bạn ấy, thì các bạn sẽ cung cấp cho anh chị cái nghi thức và nghi lễ và cái văn lễ để giải xá đi.